Ok, hello tất cả các anh em. Solo event này coi như mình đã bỏ rồi nha anh em. Level 3, mình đang ở level 3 nữa. Con Neo này cũng bỏ luôn. Kệ đi, chừng nào có cái nào dễ dễ rồi cho lấy lại. Con này thì khỏi nói luôn đi, con Binata này nè, Binata Bitaya gì nè, quên tiêu rồi. Trời ơi, like gì mà nghe không biết bao nhiêu lần luôn. Từ lúc mà mới vừa đạt tới mốc 200 là like đó mà còn chưa được gì hết. Chán vãi cái nồi luôn. Mới xin cái là có trò liền à, gì mà trời, hai cái nữa anh em, cho hai cái nữa mới được. Defeat hai con rồng với đòn đánh yếu, đòn đánh yếu. Mười sáu lần đánh yếu. Bút đề lên. Đòn đánh yếu không? Đòn đánh yếu đây. Cái này không có cái nào yếu rồi. Vậy là không có gì thay đổi thì thứ hai chúng ta sẽ có sự kiện D đó nha anh em. Thứ hai tới là chúng ta sẽ có sự kiện D. Bởi vì mấy anh em cứ cố gắng mà để dành sức lực đi. Có em comment nói là sự kiện D cần gì thì cần sức khỏe tinh thần rồi tiền bạc rồi thời gian và cái cuối cùng đó chính là nhân phẩm nha anh em, nhân phẩm nữa. Gái nếu muốn ai nhân phẩm thì nó cho người đó nhân phẩm đó, mấy anh em cứ mong chờ đi, biết đâu chừng gái nó nhân phẩm nghe anh em thì sao. Còn đợt này là mình phải lấy con Odin cho bằng được á. Nó sẽ là con đầu tiên, con gần đây đầu tiên trong sự kiện này mình lấy được luôn á. Tại mình chỉ còn đúng một mảnh một rồi. Mua cái totem là thấy là xong liền rồi đó. Mua totem là thấy có nó được liền rồi đó. Ba năm mấy nay rồi nó mới trở lại, mới comeback đó. Nữa, đụng cái này nữa. Không có đòn đánh yếu nữa hết chị.
Này đổi níu nè. Bút áo lên coi. Bút lên coi. Mới đánh tàu ngầm lâu rồi nghĩ mình ghét gì. Perform 4. Còn 3 lần đòn đánh yếu nữa là được 160 nè. Đây đòn đánh yếu nè. 2 lần nữa. Rồi. Đậu xanh nó thiệt chứ. Chết que con Raya của mình là coi như cái team mình banh rồi đó anh em, phế rồi đó. Thấy chưa? Mình đã phế toàn bộ võ công rồi. Raya mà ngẫm là cuộc đời mình nó ngẫm luôn. Còn một lần rồi nó níu một mà chết hoài luôn á trời. What the fuck thiệt chứ cô kìa. Con mợ nó. Còn đúng một lần một mà không có cái đòn nó níu luôn á coi nè. Nó mắc dạy dữ dằn lắm. Không tới lượt mà cho mình quýnh được luôn á. Mẹ kiếp thiệt luôn á. Không đủ mở gương này luôn. Mới tới đây nè. Đợt cờ mờ thiệt trời. Đúng là đợt cờ mờ. Nè này nó cho ai mới cho bánh nữa nè. Làm cái bánh luôn. Đợt cờ mờ, đợt cờ mờ, đợt cờ mờ thiệt á. Đang đợi cho nó sale cái này mà nó không sale gì chứ. Sale đang mua. Ok thôi mình kiếm một mớ ra mình hatching tiếp coi. Một mớ nào mà hatching. Heo hon nè. Cinder nè. Những con nào mà nó cho lại Fox Love nè. Lace Bus nè. Rồi ok. Rồi gì đây. Mình làm xong bên Android là mình sẽ bay qua iOS nha anh em. Anh em nào mà newbie rồi muốn lập team thì coi bên iOS của mình nha. iOS của mình là cũng level 70. Mình 77 rồi. Rồi mình cũng đang lập team này kia bên iOS đó. Tại vì mấy anh em nhớ cái tiêu đề mình để. Nếu mà bên iOS là mình sẽ để chiếc iOS nha. Có mấy em cứ vô xem đã rồi cái nó ủa sao anh yếu dữ gà. Nhớ anh level 160 mà không đọc cái tiêu đề của mình để gì hết. Mình có để chữ đi email iOS mà mấy anh em không có đọc, mấy anh em cứ bay vô. Mấy anh em cứ đâm ngang hông hoài. Đợt này là chúng ta có 6 con đề đấy. Anh em cố gắng nha. 6 con đề. Goliada rồi Amaterasu gì đó là 2 con, Odin là 3 con, Hoji là 4 con, Isis là 5 con và con Gonus Aphrodite là 6 con nha anh em. Còn con nào nữa ta? Như là mình nhớ gì? 6 con.
như con le dành hay con ebit gì đó, hai con ebit gì để mình không nhớ nữa. Quên. Cái này tích phút lâu quá. Mình đã tích được 252 triệu rồi. Bây giờ là 459 400 ố 495 triệu. 496 triệu mới lên cho một con liver, ố con rồng từ liver 1 lên tới liver rồi. 120. Và mình còn ở đây hai trái táo Mỹ chưa cho rồng ăn nữa nè. Mình đang kiếm một em có nước đam 88 gì đó. Mà cái này nó cho nước toàn bèo bèo không, 80, 81, 82 không à. Thua cái con nước Hobala của mình luôn. Bây giờ mình đợi đợi chừng nào mà tới sự kiện A tới mà gái nó cho mấy con A cũ lại anh em. Mấy con A cũ như đầy phong. Đây mấy con A cũ của mình là mà mình thiếu nước. Ủa. Vô đây nè, cầu cho dễ mệt quá. À. Nè cái vàng A cũ đâu rồi? Vàng A nước cũ đâu rồi ta? Sao mà nó hiện hồn lâu dữ vậy trời? Đây nè. Oira nè, với lại con Momotu. Mình đợi con Oira của Momotu nó cho lại là mình có được một con Adam 89 nữa anh em. Sau đó là mình sẽ đẩy nó liền. Đẩy nó lên là có thêm một con nước bút cho đã. Mà bây giờ mình cũng phải đang tích đá chuỗi luôn rồi. Chưa trở ra đây chứ con đây. Bây giờ Hoji nè mình có rồi nè, Acid mình có rồi nè, vậy là còn bốn con mình chưa có thôi. Hoji và Acid là hai con mình có rồi, còn Odin mình chưa. Rồi hai con Neo với lại con Agodit nữa, Gonus Agodit nữa. Vậy là bốn con mình chưa. Nè, đợt này Odin là sẽ có thêm một con Odin. Gonusu. Gonus Pandu nữa. Rồi nó xét. Đợi nữa mấy con Gonus này nó complete thì mình lấy nó luôn được. Trở lại mình lấy nó luôn mới được. Mình được 710 em gồng rồi. Thank you.
Rồi thôi mình sẽ up Android của mình ở đây và hẹn anh em ở iOS. À quên nữa, đây sẵn cái này mình trở lại nè, là gái nó cái phần nó làm lung linh đó chính là cái đảo nó nè anh em. Ủa cái habitat này nè, cái habitat mà Giáng sinh mà gái nó cho chúng ta nè, mua hay là sự kiện mình quên tiêu rồi mà mình có được 6 cái như nè đó. Là mấy cái này nghe nó mới vô nó mới lung linh nha anh em, còn habitat thường của mình không có lung linh, mùa đông là dưới đây nó mới lung linh nè đó. Là nó làm cho có quà tặng cây thông rồi bóng cái đèn gì đây nè đó, nó mới lung linh được. Rồi bây giờ thì mình shop ở đây và hẹn anh em clip tiếp theo. Bây giờ mình qua iOS của mình. See you again.